một tên bụi đời nhà quê anh. Ha ha ha, này cố thiếu, ngồi đi ngồi đi. Ủa, người đẹp này là ai thế? Lục công tử, anh còn chưa giới thiệu đấy. À, người này là em gái của bạn gái tôi, thế sao? Trông rất xinh đẹp, rất trong sáng. Sao? Cố thiếu thích sao? Tất nhiên rồi, dù đã có rất nhiều người đẹp qua tay tôi, nhưng người đẹp cực phẩm thế này, trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy đâu. Ha ha ha, thiết sao? Cố thiếu này là công tử của hội trưởng thương hội Vân Châu đấy. Thực lực gia tộc chỉ dưới thượng quan gia. Hơn nữa chú của anh ấy là quyền quý của Bắc Đô, ông lớn Cố Vân Tiêu trong quân đội, thực lực gia tộc còn hơn cả Lục gia chúng tôi. Em gái tôi là quán quân cuộc thi sắc đẹp Vân Châu. Cố thiếu và em gái tôi đúng là anh hùng xứng với mỹ nhân. Chị nói lung tung gì thế? Em và anh Tiểu Phàm hứa hôn rồi. Hứa hôn rồi thì sao? Vẫn có thể hủy mà. Dù sao kết hôn còn có thể ly hôn được. À đúng, Thi Băng nói đúng. Hứa hôn không là gì cả, chỉ cần cô có ý với cô thiếu, tôi có thể tác hợp hai người. Tác hợp mẹ anh. Lục thiếu cạo ý anh là sao? Tiểu Phàm tức giận làm gì? Tôi muốn tốt cho cậu thôi. Tốt cho tôi? Này, anh nói xem tôi nghe xem, sao muốn tốt cho tôi thế nào? Cậu thích Tiết Giao đúng không? Đúng. Anh mong cô ấy hạnh phúc đúng không? Đúng. Cho nên cậu nhường Tiết Giao cho cô thiếu. Đó là hạnh phúc lớn nhất. Đối với Tiết Giao, cậu cần gì thẹn quá hóa giận. Anh ta ích kỷ đấy. Nhà quê thế này đi, cậu ra một điều kiện. Muốn tiền, muốn xe hay muốn nhà gì cũng được. Cô thiếu, tôi muốn con mẹ anh. Tiết Giao, chúng ta đi. Bữa cơm hôm nay tôi gọi cho chó ăn. Tiểu Phàm, nghe tôi giải thích, anh còn muốn giải thích cái gì? Tiểu Phàm, tôi cảm thấy Tiết Giao theo cậu giống như một bông hoa lài cắm bãi phân châu. Hay là anh nhường Tiết Giao cho cô thiếu đi. Cô thiếu mà vui, thưởng cho cậu miếng cơm, hoặc là cho cậu làm một con chó của anh ấy. Tốt hơn cậu về dưới quê, đúng không, Lục thiếu cao? Nếu không phải tôi còn nhớ thiếu cao lúc nhỏ, nếu không phải bố tôi răn dạy tôi không thể ra tay trước, thì giờ anh không có cơ hội mở mồm đâu. Cậu xem tôi là bạn. Tôi cười chết mất. Sao cậu không đè một vũng ra soi lại mình? Thân phận như tôi, cậu có thể trèo cao được sao? Trên đời này bao nhiêu người muốn làm bạn với tôi, họ có cơ hội này không? Bây giờ để Tuyết Nhi lại. Cậu cút cho tôi. Bằng không? Bằng không thế nào? Bằng không tôi sẽ đánh cậu. À, Lâm Phàm, anh điên rồi sao? Anh dám đánh Lục thiếu? Mẹ nó, cậu dám đánh Lục thiếu à? Đúng là cho cơ hội mà không biết điều, kẻ mù vũng soi lại mặt mình đi. Hả? Còn dám giành bạn gái với tôi? Danh con, cậu dám động vào tôi sẽ diệt cửu tộc cậu ngay. Anh dám diệt cửu tội tôi diệt anh trước. Anh Tiểu Phàm, anh làm vậy sẽ chết người đấy. Bớt xa vẻ trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ khiến anh chết rất khó coi. Cả anh nữa, Lục thiếu cao, tôi xem anh là anh em. Anh thì sao? Coi tôi là một con để sỉ nhục sao? Lâm Phàm, mẹ nó, cậu dám đánh tôi. Tôi biết nhà cậu ở đâu. Cậu có tin bây giờ tôi sai người đến nhà cậu giết chết bố cậu bằng cách cậu đã làm với tôi không? Bỏ đi, bố mình thật thà chất phác, không thể gây thêm phiền phức cho ông ấy. Bố tôi là ân nhân cứu mạng của anh. Lục thiếu cao, Lâm Phàm tôi không có nhiều bạn, coi như Lâm Phàm này chưa từng quen biết anh đi. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi. Thế sao? Chúng ta đi.